Coming home, the light is coming, rhythmic at its core, flowing effortlessly throughout the universe. It holds its own beliefs and spiritual laws, connected to both above and below simultaneously, sublime and supernal in its nature. Starlight and stardust, I am its physical form, not separate, but holding my own flavor and uniqueness within the structure of my true essence. Light is the holder and messenger of grace, my grace, my awakening. My homecoming to the truth of my soul and the beginning of a new era of connection and heart opening love. Light beyond form, beaming brighter and flowering through my heart space, awakening the Devi within, allowing my Kundalini to rise and burst forth into higher consciousness, entrusted with the promise of embodiment of my soul through realization, liberation, and enlightenment. For some, this is a fantasy hidden in ignorance, separation, and fear. For others, it is the joy of wisdom, knowledge. Devotion and certitude. To each their own path be true, I am on a journey of growth, love, and embodiment. A greater truth written in the stars eons ago for humanity and held by our earth elders, custodians, and gatekeepers until I am ready. The time is now and the shift has begun, the veil between worlds is dissipating as the universe lifts into a higher vibration and expression of love, exposing my missteps in its path for clearing as the light is the holder of love. It is pushing all negativity to the surface and into its light, an opportunity for redemption and change, if I choose. It's a bumpy ride across the globe as an invisible ripple and wave reverberates throughout the field of humanity. As I lift and shift, I meet myself and my own resistance. It is a time for compassion, patience, tolerance, and love, say the masters of light. A time for faith. Devotion and loving the unlovable as I loosen my grip and attachment to the past and all that was, as I choose to allow in the new light of a new age, an Aquarian age of golden light and peace for all, as the moon waxes and wanes, she holds the wisdom of the sun in her reflection. Through the tides of the oceans, in unison with the planetary alignments of ascension and process. There is always light, when I chose to see, as I travel my journey from darkness to light, my higher soul is guiding the way. It knows my path, my learning, my evolution, whispering guidance if I dare to listen and follow. There is more to life than I see bound within my DNA, unlocked from within the cells of my body with divine timing as a new awareness gains momentum and attracts my attention, turning my focus and attuning my gaze inward over time to my inner landscape and heart space needing the nurture of eternity. As with the sun and the moon, day before night, darkness before light, and thought before action, I am on a continuous yet circular journey where at any moment the past can become my present as the spiral of life and universe converge to create another opportunity for awareness and growth. What will I do this time? It's akin to an exam being passed or failed, moving on or further learning required for realization, understanding, and liberation. Have I changed? Have I grown? Will I do things differently? Do I recognize the pattern and grace? do i understand the learning, or am i still unconscious to its presence, worth and ultimate release? the learning is different for all. i am never alone. i live in duality and understand each end of anything is a polarity and each experience constructed for my potential and growth. i can't know one without the benefit of the other. happiness without sadness, grief without love, kindness without harshness. i am always learning, and growing and holding a polarity, be it positive or negative. it stays in place until i can set it free. Allowing the two polarities to come back into balance with each other and create peace, at the core of my being, I know we are all one, I am both the student and the teacher, balancing and releasing my karma as I go. Learning to love and let go of my judgments, hatred, harshness, criticism, blame, and shame as my heart yearns and opens to more love, leaving the lines between head and heart to become a blur, allowing discernment to set the confusion and doubt free with forgiveness. The vastness of my past pales into insignificance within the light of the sun with the promise of unity, upliftment, and unconditional love across my universe. A promise made by my soul long before my incarnation into this sacred life. A promise embedded in my soul across all time and space into the multiverse of all creation. I am not alone, I never have been, I never will be, I strive for peace, for my expression, my creativity, my love. My shadow, as I open my heart to my inner light and pray it is with ease and grace. I hear my soul whisper, You are already love and light, and to this I answer, Yes, I am being called into higher consciousness and unity, ready to shine my light into the da. Về nhà, ánh sáng đang đến, nhịp điệu ở cốt lõi của nó, chảy dễ dàng khắp vũ trụ, nó lưu giữ niềm tin và quy luật tâm linh của riêng mình, được kết nối với cả bên trên và bên dưới đồng thời, cao siêu và siêu phàm trong bản chất của nó. Starlight và Stardust, tôi là hình dạng vật chất của nó, không phải là riêng biệt, mà giữ hương vị và sự độc đáo của riêng tôi trong cấu trúc của bản chất thực sự của tôi. Ánh sáng là người nắm giữ và sứ giả của ân sủng, ân sủng của tôi, sự thức tỉnh của tôi, sự trở về nhà của tôi đối với chân lý của tâm hồn tôi và là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của sự kết nối và tình yêu mở rộng trái tim. Ánh sáng vượt ra ngoài hình thức, tỏa sáng rực rỡ và nở hoa trong không gian trái tim tôi đánh thức những sai lệch bên trong cho phép kundalini của tôi trỗi dậy và bùng phát thành ý thức cao hơn được giao phó với lời hứa hiện thân của linh hồn tôi thông qua nhận thức giải thoát và giác ngộ đối với một số người đây là một điều tưởng tượng ẩn chứa trong sự ngu dốt xa cách và sợ hãi đối với những người khác đó là niềm vui của trí tuệ kiến thức sự tận tâm và sự thành đạt để mỗi con đường riêng của họ là sự thật tôi đang trong hành trình trưởng thành tình yêu và sự hiện thân một sự thật vĩ đại hơn được viết trên các vì sao cách đây hàng tháng cho nhân loại và được các trưởng lão trái đất người trông coi và người gác cổng của chúng ta nắm giữ cho đến khi tôi sẵn sàng hiện tại là bây giờ và sự thay đổi đã bắt đầu bức màn ngăn cách giữa các thế giới đang tan biến khi vũ trụ chuyển sang rung động và biểu hiện tình yêu cao hơn phơi bày những bước đi sai lầm của tôi trên con đường khai thông vì ánh sáng là chủ nhân của tình yêu nó đang đẩy mọi tiêu cực lên bề mặt và ra ánh sáng của nó, một cơ hội để cứu chuộc và thay đổi. Nếu tôi chọn, đó là một chuyến đi gặp gỡ trên toàn cầu như một làn sóng và gần sóng vô hình dội lại trong toàn bộ lĩnh vực nhân loại. Khi tôi nâng và thay đổi, tôi gặp chính mình và lực cản của chính mình. Đó là thời gian dành cho lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và tình yêu thương nói như the Master of Life. Khoảng thời gian dành cho niềm tin sự tận tâm và yêu thương những điều không thể yêu thương khi tôi nới lỏng sự kìm kẹp và gắn bó với quá khứ và tất cả những gì tôi chọn để cho phép trong ánh sáng mới của một thời đại mới một thời đại thủy sinh của ánh sáng vàng và hòa bình cho tất cả mọi người khi mặt trăng tàn lụi và tàn lụi cô ấy nắm giữ sự thông thái của mặt trời trong hình ảnh phản chiếu của mình thông qua thủy triều của đại dương đồng thời với sự sắp xếp của hành tinh của quá trình thăng thiên luôn luôn có ánh sáng khi tôi muốn nhìn thấy khi tôi đi du hành từ bóng tối đến ánh sáng linh hồn cao hơn của tôi đang dẫn đường nó biết con đường của tôi sự học hỏi của tôi sự tiến hóa của tôi chỉ dẫn thì thầm nếu tôi dám lắng nghe và làm theo cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì tôi thấy bị ràng buộc trong dna của mình được mở khóa từ bên trong các tế bào của cơ thể tôi với thời gian thần thánh khi nhận thức mới tạo động lực và thu hút sự chú ý của tôi chuyển sự tập trung và hướng ánh nhìn của tôi vào bên trong theo thời gian đến cảnh quan bên trong của tôi và không gian trái tim cần sự nuôi dưỡng của vĩnh cửu như với mặt trời và mặt trăng ngày trước đêm bóng tối trước ánh sáng và suy nghĩ trước khi hành động tôi đang trong một cuộc hành trình liên tục nhưng vòng tròn nơi bất cứ lúc nào quá khứ có thể trở thành hiện tại của tôi khi vòng xoáy của sự sống và vũ trụ hội tụ để tạo ra một cái khác cơ hội để nhận thức và phát triển tôi sẽ làm gì lần này nó giống như việc vượt qua hay thất bại trong một kỳ thi tiếp tục hoặc học hỏi thêm để nhận ra hiểu biết và giải phóng tôi đã thay đổi chưa tôi đã trưởng thành chưa tôi có làm những điều khác đi không tôi có nhận ra khuôn mẫu và sự duyên dáng tôi có hiểu việc học hay tôi vẫn vô thức trước sự hiện diện giá trị và sự giải thoát cuối cùng của nó việc học là khác nhau đối với tất cả mọi người tôi không bao giờ đơn độc tôi sống trong tình trạng hai mặt và hiểu rằng mỗi đầu của bất cứ điều gì đều là một cực và mỗi trải nghiệm được xây dựng cho tiềm năng và sự phát triển của tôi tôi không thể biết cái này nếu không có lợi cho cái kia hạnh phúc không có nỗi buồn đau buồn không có tình yêu lòng tốt mà không khắc nghiệt tôi luôn học hỏi và phát triển và giữ một thái cực dù là tích cực hay tiêu cực nó ở nguyên vị trí cho đến khi tôi có thể thả nó ra cho phép hai thái cực trở lại cân bằng với nhau và tạo ra hòa bình về cốt lõi của con người tôi, tôi biết tất cả chúng ta là một, tôi vừa là học sinh vừa là giáo viên, cân bằng và giải phóng nghiệp của tôi khi tôi đi. Học cách yêu và bỏ đi những phán xét, hận thù, khắc nghiệt, chỉ trích, đổ lỗi và xấu hổ khi trái tim tôi khao khát và mở ra cho tình yêu nhiều hơn. Để tranh giới giữa đầu và trái tim trở thành một khoảng mời cho phép sự phân biệt giải thoát khỏi sự nhầm lẫn và nghi ngờ. Sự tha thứ quá khứ rộng lớn của tôi biến thành tầm thường trong ánh sáng của mặt trời với lời hứa về sự thống nhất, nâng cao và tình yêu vô điều kiện trên toàn vũ trụ của tôi. Một lời hứa của linh hồn tôi từ rất lâu trước khi tôi nhập thể vào cuộc sống thiên liêng này. Một lời hứa đã thấm nhuận trong tâm hồn tôi qua mọi thời gian và không gian thành những câu thơ đa nghĩa của mọi tạo vật. Tôi không cô đơn, tôi chưa bao giờ, tôi sẽ không bao giờ như vậy, tôi cố gắng vì hòa bình, vì sự thể hiện, sự sáng tạo, tình yêu của tôi bóng tối của tôi khi tôi mở rộng trái tim mình với ánh sáng bên trong và cầu nguyện nó một cách dễ dàng và duyên dáng tôi nghe thấy tâm hồn mình thì thầm bạn đã là tình yêu và ánh sáng và điều này tôi trả lời có tôi đang được kêu gọi vào ý thức và sự thống nhất cao hơn sẵn sàng chiếu ánh sáng của tôi vào da